những nụ mai đào chim chim khoe duyên. Khắp nơi nơi rộn ràng tiếng ông công ông tao. Giáo xứ Nghĩa Sơn nồng thơm hương áo mây. Con dội vàng sự kiên nhẫn, niềm tin và sức mạnh để người thân gia đình vượt qua nỗi mất mát đớn đau. Thank you.
là khi vui sống muôn đời. Trên đường tỉnh 743, hướng từ quốc lộ 1K ra ngã ba Tân Vạn, một chiếc xe tải chạy về cầu Bà Khâm. Khi đến chốt đèn thì va chạm với xe đạp điện, khiến cho con tử nạn. Bồi hồi đau đớn đêm từng đêm, khi nhìn con ngồi yên trong quan tài quá kinh, xót xa đớn đau vô ngần. Đạo na tan tiên mình, nhìn dòng người đến thắp hương tiễn con về miền đất Phúc. Lòng lưu luyến tiếc thương, thương tiếc vô ngần. Mẹ an tâm dưỡng giáo năm đứa em con thành người hữu dung, hiếu thảo ngoan hiền như người chỉ vì thân. Thánh lễ tại giáo đường lúc cha sở đang cầu tin, nắp quan tài con bất ngờ bật tung lên rồi ập xuống. Phải chăng linh hồn con đang siêu thoát, con ra chào vinh biệt mọi người? Lần trong chuông sầu rền vang, khi chiều buông xót xa sững sờ bao người, tiếc thương lệ trào tuôn. Nỗi buồn mẹ nín lặng thinh không, rồi muốn hét thật to: Nguyễn Dị Thanh, con gái yêu của mẹ. Bỗng mẹ lại vui dỗ con đi mau lẹ về bên Chúa an lành quan diệu phục sinh.